Vâng, thân mến, chào tất cả các bác đã đến với kênh Hoàng Tuyến Thái Bình. Tiếp tục clip giới thiệu về các thiết bị âm thanh. Ở trong clip hôm nay, em sẽ giới thiệu và đăng bán thanh nhí những cặp loa full bãi bát 30. Ở đây thì có 4 loại khác nhau, em sẽ đi quay chi tiết và báo giá về từng loại. Các bác quan tâm đến loại nào, hãy vui lòng liên hệ bên em qua số điện thoại là 0826 252 688 để được tư vấn. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại khu phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test trực tiếp về những cặp loa full bãi bát 30 này. Vâng, và dòng loa đầu tiên là dòng loa đến từ thương hiệu PRS. Loa có model là PRS2, sở hữu cấu hình gồm một loa bát 30 và một chiếc kẹt. Và đây là kiểu dáng hình thức thùng của loa. Dòng này với thương hiệu B3 thì nó có liên quan tới nhau, nó sử dụng ở bát của B3 các bác nhé. Tuy nhiên thương hiệu PRS là một thương hiệu của Italy. Loa có kiểu dáng thùng cân. Và số lượng cái loại này thì em có 2 cặp. Lát nữa thì em sẽ đi quay về thông số kỹ thuật ở phía sau. Và đây là phần nội thất của loa. Trước khi đi xem về phần nội thất của loa thì em cũng xin báo giá luôn để các bác có thể nắm được. Với một cặp loa PRS2, dòng này các bác có thể gọi là của B3 cũng được. B3 cũng có mã PRS2 các bác nhé. Cặp loa này thì em sẽ giao bán với mức giá là 10 triệu đồng trên một cặp. Giá rất là tốt cho một cặp loa này. Hàng bao đẹp và bao zin 100%. Giá là 10 triệu một cặp, em bao ship. Vâng, và đây là củ loa bát các bác này. Củ loa bát. Trên từ của loa bát thì có số CD IMEI. Bát này là của B3 các bác nhé. Hai cọc kết nối đi vào trong côn loa. Bác nào chơi sành giọng loa B3 thì các bác nhìn thì các bác biết ngay. Đây, loa bát có đường kính từ. Từ này là từ 17 và sử dụng côn là côn 76. Xương của B3 này. Tuyến loa còn tương đối là đẹp các bạn. Tem của hãng. Côn là côn 76 các bác nhé. Và em cam kết 100% là cái loa này nó còn nguyên zin. Ở trong clip này thì em sẽ đi quay chi tiết về từng loa, nói rõ về tình trạng của từng loa để các bác có thể lắm được các bác nhé. Đây là mặt trước của màng loa bass. Loa sử dụng là gân vải tẩm dầu và gân là gân 3 sóng. Màng này, màng nhăn, màng đặc trưng của B3 và upper, cái đời này là upper lồi các bác nhé. Phía trong là bông tiêu âm. Phía bên trên này là củ loa chép. Với cái đời này thì hãng này có sử dụng củ loa chép của BMC, mã là DE250-8. Nó sẽ nhấc cái lắp đậy của loa chép các bác có thể xem này. Chép cổ xịn của BMC nhé. Đây, màu lâu đây. Mã số này. Côn dây đồng dẹp và cái đường kính côn là 44,4. Chép xịn của BMC các bác nhìn cái phần thép từ này. Hàng bãi đấy nó còn sử dụng, tuy nhiên thì nó còn sáng loáng luôn này. Rất là sắc nét nhé. Phía trong này là phân tần. Phía trong này là phân tần các bác này. Ở đây nó là phân tần của B3 luôn các bác này. Mã là PRS này. PRS 12 các bác nhé. Có cuộn cảm này, tụ lọc này. Nó giống hệt với cái mã PRS của B3 đấy các bác. Nó là một thôi. Bông tiêu âm là bông đặc trưng của B3 nhé. Bông màu lông chuột này. Dây kết nối thì đều được bọc một lớp bông các bác này. Giá là 10 triệu trên một cặp, em bao ship các bác nhé. Một cái mức giá rất là tốt ở cái thời điểm hiện tại để các bác có thể sở hữu một cặp loa rất là chất lượng của B3. Ở phía bên trên này đây này. Số lượng loại này em có 2 cặp. Keo cổ côn, tất cả là còn nguyên zin. Đây là củ loa chép nhé. Chép có số CD mã này. Miệng chép là dạng họng đa hướng này. Họng đa hướng nhé. Có thể phủ rộng các hướng ở trong phòng. Và đây là mặt trước của loa bass. Số lượng loại này thì có 2 cặp các bạn. Vâng, và tiếp theo thì em sẽ đi quay về thông số kỹ thuật ở phía sau của cái dòng loa này để các bác có thể lắm được. Ở cạnh thùng loa thì có khắc chữ PRS nhé, ở trên thùng loa này khắc chìm chữ PRS, tay sách ở hai bên, thùng chất liệu gỗ. Ở phía sau này là bảng thông số kỹ thuật. Trên bảng thông số kỹ thuật thì cũng có chữ PRS này được khắc chìm, mã là PRS2, đáp ứng giải tần từ 45 Hz cho tới 18 kHz, giải cũng khá là sâu các bạn. Công suất hoạt động liên tục là 250W,
độ nhạy là 94 dB, trở kháng là 8 ohm, trọng lượng của mỗi loa là 21 kg. Đây biểu tượng của hãng này, PRS này. Đó. Hai rắc new trích, một rắc vào loa và một rắc linh ra một loa khác. Ở đây thì thường thì nó có một cái số CD, nhưng mà ở đây thì nó rơi mất rồi các bạn, CD mây đây nó rơi mất rồi. Đây cam kết hàng xịn của PRS nhé, mã là PRS 2, loa bắt 30, thùng vách thì đẹp rồi, thùng vách đẹp xuất sắc các bạn, không có xước sẹo này, bụi lau đi là sạch thôi. Giá là 10 triệu một cặp, em bao ship. Và cặp loa tiếp theo là cặp này, cặp là đến từ thương hiệu JBL. Và cặp này thì có mã là 2012 các bác nhé, JBL có mã là 2012. Để bác nào quan tâm đến cái dòng loa JB thì em sẽ nói rõ về tình trạng của cặp này này. À, về kiểu dáng hình thức thùng thì còn đẹp, tương đối là đẹp, đẹp xuất sắc luôn đấy. JBL. Ở đây là củ loa bát, phía trên này là củ loa chép. Với cặp loa này thì xin thưa các bác là một củ loa này đã bị sửa nhé, đã bị thay côn rồi, thế còn một củ nó còn zin. Đấy là củ loa bát, còn về củ loa chép thì là zin, cả hai loa chép thì đều zin nhé. Trước khi đi qua chi tiết thì em xin báo giá luôn. Thì cặp loa này thì cũng có giá là 10 triệu em bao ship. Bình thường với cặp loa này thì hiện tại đang bán với mức giá là khoảng 15 đến 16 triệu một cặp. Em sẽ bán ở trong clip này là 10 triệu các bác nhé. 10 triệu trên một cặp loa này. Đây là củ loa bát xịn của JBL. Các bác có thể soi qua cái lỗ thông hơi này thì sẽ thấy số mã của màng. Thì các bác nhìn này. Đấy bên trong cái lỗ thông hơi này là có số mã của cái upper nhé. JBL xịn này. Mã của loa bát này, tem JBL này, trở kháng 8 ohm. Này thì nó hơi bị cái tem này nó hơi bị xước một chút. Cái loa này đã bị thay côn các bác nhé. Còn cái loa phía trong thùng em không tháo ra là loa zin. Đó, nói rõ tình trạng là các bác có thể lắm được. Xương cái đời này là sử dụng xương sắt này. Mã CD này. Từ này là từ 17 này và côn là côn 76. Côn 76. Nhện là nhện màu đen. Nhện màu đen. Và cam kết 100% là hàng xịn của JBL. Với cái đời này thì loa đã được sản xuất tại Made in China các bác nhé. Đây, mặt trước của loa bát này, gân vải tẩm dầu, gân ba sóng còn khá là mới. Upper lồi, keo trên upper này là keo zin đấy các bạn, keo zin. Và lý do cái loa này bị thay côn là bởi vì khi vận chuyển về là nó bị xô từ các bạn. Nó bị xô từ là do vận chuyển. Nên cái từ này nó kẹp cái côn lại nên nó bị gãy côn, dập côn. Dập cái côn ở bên trong rồi này, nên là khi tháo ra là không giữ lại được côn nữa, đóng lại từ cân lại từ là không giữ lại được côn nữa nên phải thay côn các bạn. Thế còn lại thì tất cả nó còn nguyên zin, đặc biệt là cặp chép này nó còn nguyên zin các bác nhé. Cặp chép của JBL này, mã là 2414HC Made in China. Những cái đời loa của JBL xịn sản xuất gần với đây thì đều được sản xuất tại Made in China rồi các bác nhé. Cái này là các bác phải lưu ý. Chứ còn bây giờ mà JBL hàng mới bây giờ là không còn sản xuất tại Mỹ nữa rồi các bạn. Các bác chỉ mua những cái đời JBL sản sâu thôi. Sản xuất cách đây khoảng 10 đến 15 năm đổ về trước thì mới có sản xuất tại Mỹ các bác nhé. Đây, trên cái củ loa chép này, họng loa chép này có số này, JBL này. Và đây cũng có tên thương hiệu JBL được khắc chìm ở trên cái họng của loa chép nhé. Loa chép thì em cam kết là còn nguyên zin và là hàng xịn của JB. Ở trong này là phân tần và bông tiêu âm, bông tiêu âm màu đen này. Ở đây là mảng phân tần, khá là giá trị với những cái linh kiện xịn của JBL, có bóng chống cháy này, cuộn cảm này, tụ Zotec này, chở Bendix này, tất cả là đều nguyên zin hết. Là dây rác này được đi rất là gọn gàng và chuyên nghiệp. Đó. Giá cặp này em bán là 10 triệu các bác nhé. Trên màng có số đầy đủ nhé, màng zin nhé, màng số đầy đủ này. Tiếc là cặp này nó về nó bị xô từ nên phải thay côn các bác, nên em sẽ bán thanh lý cho các bác là 10 triệu cặp này. Các bác nào về chơi thì vẫn rất là ok, khi thay côn nó đảm bảo côn xịn thì chất âm nó cũng không thua kém gì so với lại cái côn zin các bác nhé. Thay cẩn thận làm led nên là về cái độ thẩm mỹ thì rất là đẹp rồi. Về độ thẩm mỹ mặt trước thì như là zin luôn. Đấy, bác nào mà có sửa loa chuyên nghiệp thì nhìn vào đây thì cũng là như zin thôi. Đó. Em có thông báo chi tiết thì các bác có thể lắm được thôi. Chứ còn nếu mà không nói thì cũng nhiều bác cũng không nhận ra là sửa cái đoạn nào đâu.
Thế là nói chân tình luôn. Cái cặp này là 10 triệu các bác. Thùng vách kia, thùng vách đẹp, dáng thùng cân. Đấy, sẽ quay qua về thông số kỹ thuật nhé. Các bác nào có nhu cầu mua cái loa nào thì chụp lại màn hình và liên hệ cho bên em. Mã là KP2012 này, JBL này. Đó. À, sản xuất made in China, trở kháng là 8 ohm. Ở đây nó có một cái tem bé này, ở đây có một cái tem bé nó dư ra rồi, nó dư ra rồi em chưa dán lại nhé. Có một cái tem JB ở đây này, tem mã vạch ấy. Ở đây là số CD IMEI. À, cái đời này thì chỉ có một jack new trick đi vào loa thôi các bác nhé, không có hai jack nhé. Lỗ thông hơi phía sau. Và tiếp đến một cặp loa tiếp theo là cặp loa của thương hiệu Ego. Cặp loa là của Ego các bác nhé. Ego này có mã là TH12 này. Ego có mã TH12. Công suất là 400W. Công suất hoạt động liên tục là 400W. Công suất max là 800W. Trở kháng là 8 ohm. Số CD IMEI của loa. Loa này thì được sản xuất theo công nghệ của Italy. Italy Ego và SR nó là một các bác nhé. SR thì hiện tại ở Việt Nam đang rất là chuộng với những cái phòng hát cao cấp thì thường sử dụng cái dòng loa này. Có hai jack Newchick đi vào nhau và loa. Và model của đời này là TH12 các bác nhé. Lỗ thông hơi phía sau. Thùng cân. Thùng vách đẹp. Số lượng có một cặp. Với cặp Ego này thì là zin 100%. Tuy nhiên thì số lượng chỉ có một cặp duy nhất nên em sẽ bán với mức giá là 9 triệu bao ship cho bác nào có nhu cầu chơi. Với cặp này thì giá bình thường nó sẽ rẻ đi được 2 triệu so với cái giá bình thường các bác nhé. Cái vấn đề ở đây là cặp này là còn nguyên zin 100% này. Giá tốt 9 triệu, bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho em nhé. Số lượng có một cặp duy nhất thôi. Ego và SR, hai thương hiệu này là một. Loa được sản xuất theo công nghệ của Italy, trở kháng là 8 ohm. Ở đây là củ loa bát các bạn. Củ loa bát này. Bát này là từ 19-76. Từ 19-76 và nguyên zin. Chép này thì cũng là của BMC các bạn. Tuy nhiên thì được dán tem của SR. Mã 250-8. Chép cũng đường kính côn là côn 44.4. Và đây thì có ngày tháng sản xuất này, 2017 các bạn. Sản xuất 2017. Và số CD mây đầy đủ nhé. Mặt trước của màng nó bát này. Mặt trước của màng nó bát này. Gân vải tầm dầu, gân hai sóng. Màng đẹp, màng còn như mới tinh này. Và phía trong là phân tần. Ở đây là e-căng các bác này. E-căng của Ego nhé. Ở đây là phân tần và bung tương. Phân tần rất là to này. Với các linh kiện như là cuộn cảm này, tụ cho bát này. Còn lại là những con trở nhôm, cuộn cảm nhỏ tụ và MOSFET chống cháy dành cho chép. Bông tiêu âm dạng bông mút trứng này. Dây noa rất là to và mềm. Khá là xịn rồi. Phần tần rất là đẹp. Cặp này thì có giá rẻ hơn so với giá bình thường là 2 triệu này. JBL này có giá rẻ hơn so với bình thường là 5 triệu này. Tiếp theo. Ở đây thì em có hai cặp của Giant DM. Model là VIP 12 các bác nhé. Model là VIP 12. Với model này thì với những cặp loa bình thường và trong những cái ngày bình thường thì trước đây bên em có bán mức giá là 12 triệu cho tới 12 triệu 500 nghìn đồng trên một cặp. Ở đây thì còn hai cặp. Số lượng ở đây thì còn hai cặp. Thì ở đây sẽ có hai mức giá khác nhau. Với cặp loa bên này, ở đây là một loa này, phía trên kia là một loa, thì sẽ có mức giá là 10 triệu 500 cho cặp loa này. Và cặp loa bên này thì sẽ có mức giá là 9 triệu các bác nhé. 9 triệu cặp loa này. Đó, thì em sẽ đi quay chi tiết này. Cặp loa 10 triệu 500. 10 triệu 500 thì loa bát và loa chép tất cả là thùng vách đẹp. Loa bát, loa chép là còn nguyên zin 100%. Cam kết là nguyên zin 100% các bác nhé. Đây là củ loa bát này. Kem QC. Số CD mây. Loa này thì từ rất là to rồi. Cặp loa này thì rất là khủng. Từ 19-76. Đây. Có mã đàng hoàng nhé. ZDG. Lát nữa thì em sẽ quay về thùng vách và thông số kỹ thuật của loa. Đây là số CD mây các bác này. Côn là côn 76.
số CD màng nhé, côn 76 sắt từ rất là dày, mặt trước của màng màng sần ốc phôi lồi, trên này là chép này thì hãng Sơn DM sử dụng chép của BMS Gabelli Đức, có mã là 4544, trở kháng là 8 ohm các bác nhé, chép xịn của Germany Đức. Quay nghiêng các bác có thể nhìn được số này, có số đầy đủ nhé, và kết hợp với lại một cái họng này là họng gang các bác, họng nhôm ấy. Họng nhôm các bác nhé. Và phía trong thùng là phân tần, phân tần rất là gấu, phân tần dối này, rất nhiều các linh kiện. Phân tần này thì nhìn đúng là nó là phân tần dối, nó rất nhiều dây nên chúng ta nhìn vào nó dối hết cả mắt luôn này. Tại vì câu bằng thủ công, câu bằng dây, có cuộn cảm này, cuộn cảm to tụ dành cho bát, và khu vực này là dành cho nó chép này, bảo vệ cho nó chép, còn chở nhôm được bắt ở những cái tản nhiệt này nhé. Phân tần linh kiện rất là nhiều luôn. Bông tiêm là bông màu trắng, loa có kiểu dáng là thùng cân, và phía trên là loa bát tiếp theo. Đây, cái phần thép từ nó rất là dày các bác này, từ tính con này nó rất là mạnh nhé. Cặp đẹp cặp này thì đang có giá là 10.500.000 này, 10.500.000 này em bao ship luôn nhé, tất cả những cặp loa đây em báo giá thì đều bao ship cho các bác rồi. Đây, màng đều có số CD đầy đủ nhé. Đây, mặt trước này, mặt trước của loa bát này còn tương đối là đẹp các bạn, nó trên kia là nó chép. Thế còn về cặp loa này, thì tình trạng của nó như sau các bác này, hai cái bát này nó là hai đời bát khác nhau, cùng hãng có tem nhưng mà nó lại hai đời bát khác nhau. Đây là cái đời bát sản xuất về trước này, còn kia là cái đời bát sản xuất giống với cái loa bên này. Đó, thì cặp này gọi là nó khác bát, cùng chép, cùng phân tần, thùng thì như nhau, tem như nhau, model như nhau, nó chỉ khác đời bát thôi. Cặp này thì em sẽ bán cho các bác với giá là 9 triệu thôi, 9 triệu cặp này. Để cặp này thì em chấp nhận lỗ một chút nhé. Đấy, nói thật với các bác là cặp này thì em lỗ đấy, bao ship cho các bác này em lỗ rồi. Cái bát này thì từ vẫn là từ 19 này và côn 76. Cái bát này thì rất là khủng. Đấy, các bác thấy không? Thép từ thì rất là dày. Cái loa bãi thì nó có cái mốc mốc trắng trắng này này. Côn này là côn 76 các bạn, cam kết là còn nguyên zin, và đây là tem, đây tem của hãng này, tem của hãng này. Đó, mặt trước của màng nó bát, gân vải tầm dầu, gân hai sóng, và chép thì vẫn là chép của BMS, chép thì như nhau đâu các bạn, vẫn là mã 4544 gạch ngang 8 OM. Họng là họng gang, đều là họng gang hết nhé. Bác nào chơi cặp này thì có giá khá là tốt đấy, 9 triệu bao ship rồi. Phân tần như nhau. Ở đây là cái loa bát, thì nó giống với cái loa vừa rồi em có quay đấy. Đây, bát này từ là từ 19 này, từ đấy 19 này, từ rất là đẹp. Và côn là côn 76, số CD này, mã màng này. Về chất âm của hai cái đời bát này thì em thấy nó cũng như nhau thôi, không có gì nó khác biệt đâu các bạn. Đây, tem này, côn zin 44.4, côn 75 76, phân tần bên trong. Về chất âm của hai cái đời bát này thì em thấy nó cũng tương đối là như nhau thôi, không có cái độ gì là khác biệt. Nếu các bác mua về sử dụng thì khá là ok. Bên em nhập về thì nó khác bát thì bên em phải bán rẻ, bán thanh lý cho các bác sử dụng thôi. Nếu nó không có vấn đề gì các bác nhé. Gân là gân vải tầm dầu. Bát này thì khá là chất rồi. Đây là chép này, em sẽ nhấc cái côn chép này nhé. Chép BMS xịn của Gamely. Các bác có thể nhìn rõ này. Đây là côn các bác nhé. Côn tất cả em đều cam kết zin 100% như này luôn, với hai cặp loa này. Đó. Đó, tiếp theo thì sẽ là về thùng vách và thông số kỹ thuật của hai cặp loa
Zone này các bác nhé. Vâng, và đây là kiểu dáng hình thức thùng của cặp loa Zone các bác nhé. Mặt trước của Ekang này, loa bass và loa chép em có tháo ra nhé. Chép là hồng nhô, loa bass đây. Mặt trước là lưới Ekang và con logo của hãng. Zone là một thương hiệu đến từ Anh. Zone DM, model là VIP 12. Và đây là cái logo của hãng này, rất là đẹp này. Hình vuông miệng. Ở phía sau là bảng thông số kỹ thuật của loa. Các bác lưu ý dòng loa này em có hai cặp và có hai mức giá khác nhau nhé. Một cặp là 10.500.000, một cặp là 9.000.000. Giá đều là bao ship rồi. Model đều là VIP 12. Công suất hoạt động liên tục là 400W, trở kháng là 8 ohm. Ở đây thì có một công tắc gạt liên quan đến cái phân tần của giải cao. Các bác gạt sang cộng 3 dB thì tiếng giải cao nó sẽ được tăng lên 3 dB là giải chép ấy. Gạt sang 0 dB thì nó sẽ ở cái mức cân bằng. CD mây, hai rắc electric, một rắc vào loa, một rắc linh ra một loa khác. Loa có kiểu dáng là thùng cân và lỗ thông hơi là ở phía trước. Vâng, vừa rồi thì em có giới thiệu đến các bác những cặp loa bass 30 với một mức giá rất là tốt ở trong clip này. Các bác có nhu cầu mua cái dòng loa nào, hãy vui lòng liên hệ bên em có số điện thoại là 0826252688 để được tư vấn. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại khu phố Nẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem các bác nhé. Đây là hai cặp của PRS, model là PRS2, loa bass 30. Dòng này thì nó như dòng B3 các bác, lỗ thông hơi phía trước này. Đây là một cặp JBL, model là 2012, hàng xịn của JBL. Tuy nhiên thì một cái bát này đã được sửa thay côn nhé, nói rõ chi tiết cụ thể này. Loa bên này là có mức giá 10 triệu, PRS là 10 triệu này, JBL này cũng 10 triệu này. Eagle này là 9 triệu này. Cặp dân đi mà cặp hai bát giống nhau thì là giá là 10.500.000. Ở cặp này thì hai cái bát nó có khác nhau, khác đời một chút này thì giá là 9 triệu, giá em bao ship. Loa chép thì là giống nhau các bác nhé. Xin chào toàn thể các bác. Xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu về các thiết bị âm thanh tiếp theo.